chuyển cảnh như thế nào cho mượt. Đầu tiên thì phải hiểu chuyển cảnh là gì đã. Chuyển cảnh có thể được hiểu là một mối nối giúp cảnh quay trước và cảnh quay sau kết nối được với nhau hơn. Chuyển cảnh có thể chỉ là những cú cắt như jump cut, cut away, mash cut. Chuyển cảnh cũng có thể là những hiệu ứng đặc biệt bằng máy tính hoặc là bằng chuyển động máy, ví dụ như whip bend, chrism. Cái nguyên lý mà giúp cho chuyển cảnh mượt hơn đó là sự đồng nhất. Đồng nhất giữa chuyển động máy với nhau, đồng nhất cỡ cảnh, hoặc là sự đồng nhất về chuyển động của vật thể hoặc là diễn viên ở trong hai shot hình đó. Ví dụ như trong shot hình này, ở cảnh toàn, mình đang sử dụng một cái slow zoom nhất nhẹ bằng digital. Thì khi mà mình cắt cận vào thì cái tốc độ zoom nó cũng phải slow giống như là cảnh toàn. Thì khi đó cái nhát cắt đó nó sẽ mượt hơn, cái chuyển cảnh đó nó sẽ mượt hơn. Hoặc ví dụ như bạn coi những cái trend biến hóa của Quỳnh Thi đi, thì bạn để ý các động tác chuyển động của bạn đó đều có sự đồng nhất giữa các shot với nhau, vậy nên cái sự chuyển cảnh nó rất là mượt. Còn nếu như bạn sử dụng những cái hiệu ứng cross dissolve để ẩn dụ một cái hình hài gì đó giống như một vật thể gì khác, thì bạn cũng nên có hai cái vật thể đó nó cùng shape với nhau. Ví dụ như mình có một cái shape hình hình tròn, sau đó mình cross dissolve vào cái hình mặt trời cũng hình tròn, thì nó cùng cỡ cảnh với nhau và cùng shape hình với nhau, thì chắc chắn là cái việc chuyển cảnh nó sẽ mượt hơn. Vậy nên á, mỗi khi mà bạn sử dụng chuyển cảnh, chỉ cần áp dụng đúng ba cái yếu tố mà mình đã nói thì chắc chắn cái chuyển cảnh của bạn sẽ mượt hơn rất nhiều.